Mới đây thì hãng Adobe đã nâng cấp các phiên bản phần mềm của mình lên thành 2023. Illustrator 2023 thì có một số các cái tính năng được bổ sung mới, và trong đó thì có một cái tính năng nó có một cái lệnh có tên là Intertwin. Vậy thì trong video ngắn này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái chức năng của cái Intertwin này thì nó làm cái gì. Đây, ở trong phiên bản 2023 thì trong menu Object thì chúng ta sẽ thấy một cái lệnh mới có tên là Intertwin. Đấy. Và cái lệnh này thì nó sẽ giúp cho chúng ta là lồng ghép và thay thế cái tầng thứ cao thấp của các đối tượng khi mà nó nằm đè lên nhau. Ví dụ như là trong thiết kế thiệp cưới chẳng hạn, thì chúng ta hay lồng ghép chữ lồng, hoặc là trong thiết kế thì chúng ta có thể là lồng ghép các đối tượng vào với nhau, ví dụ như là các cái hình tượng vòng tròn Olympic hoặc những thứ tương tự như vậy. Thực ra thì trước đó thì Illustrator đã cung cấp cho chúng ta khá nhiều các cái lệnh hoặc công cụ có thể làm được cái việc này, và Intertwin nó sẽ cung cấp thêm cho chúng ta một cái phương án khác đấy, chứ không phải đấy là cách duy nhất để mà chúng ta lồng ghép các đối tượng với nhau. Trong cái phạm vi rất ngắn như thế này thì chúng ta sẽ giới thiệu cái cách làm và giới thiệu nhanh cái điểm hay, điểm mạnh của cái lệnh này. Tất nhiên sẽ có những cái sẽ có những cái video khác sẽ có một cái so sánh kỹ hơn giữa cái Intertwin này với lại những cái lệnh hoặc những công cụ đã có. Tuy nhiên, đấy là một video khác. Trong video này chúng ta sẽ xem nhanh là lệnh đó nó làm như thế nào. Đây. Ví dụ chúng ta lồng ghép thử một cái hình gì đó. Đây, chúng ta chọn thử một cái hình nhé. Chẳng hạn như là tôi vẽ ra một cái hình này, một hình đa giác này. Ví dụ đây, tôi có một hình đa giác vẽ ra. Rồi, với hình đa giác này thì tôi sẽ giảm xuống nó còn khoảng hình tam giác đi, ba cạnh nhé. Rồi. Tôi có thể là cho nó bề mặt này, tôi sẽ không để bề mặt nhé, tôi chỉ để đường viền thôi. Và đường viền thì chúng ta sẽ để cho nó dày ra một tí, ví dụ thế này. Rồi, bây giờ tôi sẽ tạo ra một bản sao. Chúng ta vào lệnh lập đi, Reflect. Rồi, chúng ta lật xuống dưới và copy. Như vậy là chúng ta sẽ có một bản sao. Chúng ta kéo nó xuống thế này. Rồi, và tô cho nó một màu khác. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ vẽ thêm một cái hình đa giác nữa. Ví dụ như này thì đến đây thì chúng ta thấy là có các cái hình đang đè lên nhau, ba hình đa giác đè lên nhau như thế này, và bây giờ chúng ta muốn lồng ghép nó vào với nhau thì thao tác rất là đơn giản. Trước hết là chúng ta sử dụng cái công cụ selection, chúng ta sẽ quét và chọn tất cả ba cái đối tượng này. Sau đó thì chúng ta sẽ vào menu object. Trong menu object thì chúng ta sẽ chọn cái lệnh mới Intertwin và chúng ta chọn Make. Lúc này thì trỏ chuột của chúng ta nó sẽ chuyển sang thành một cái hình dáng lasso, và chúng ta sẽ thao tác rất là đơn giản như sau. Các bạn muốn kéo cái đối tượng nào đang nấp ở phía sau lên phía trước thì các bạn sẽ sử dụng cái công cụ lasso này, các bạn vẽ ra một cái vòng tròn bao xung quanh cái khu vực đó, và khi các bạn buông chuột ra thì nó sẽ kéo cái đối tượng phía dưới lên trên. Đây, chúng ta sẽ lần lượt lồng ghép từng cái phần chi tiết của cái đa giác này vào với nhau.
cách như thế này. Rồi, và đây là kết quả. Chúng ta đã thấy rằng là các cái đối tượng của chúng ta vốn là ba đối tượng là nằm trên dưới nhau rất là rõ ràng, nhưng bây giờ thì nó đã đan vào với nhau và nó đã lồng ghép vào với nhau. Thế đấy là hình với hình, đúng không? Thế còn ví dụ như là chúng ta có thể làm hình với chữ, chữ với chữ, vân vân, đều theo nguyên tắc đơn giản như vậy thôi. Thế đây ví dụ như là chúng ta lồng thử một cái chữ. Chữ T với lại ví dụ như là một chữ E chẳng hạn. Ví dụ thì đây chúng ta cũng làm như vậy thôi, sắp xếp nó vào ở những cái vị trí mà chúng ta muốn nó đang xen. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn cả hai, sau đó thì chúng ta vào Object, vào Intertwin, Mesh, và ví dụ những cái đoạn nào mà chúng ta muốn nó lên hay nó xuống thì chúng ta sẽ cho nó vẽ một cái vòng như thế này chẳng hạn. Thì cái thằng nào đang dưới thì trèo lên trên, thằng đang trên thì trèo xuống dưới. Thao tác thì rất là đơn giản. Thế còn khi mà chúng ta muốn chỉnh sửa thì chúng ta sẽ làm như sau. Một cái đối tượng khi mà đã làm thì các bạn sẽ nhìn thấy ở phía trên này nó khai báo đây là đối tượng dạng intertwin, để phân biệt với những đối tượng ví dụ như là lightband bucket hoặc là group chẳng hạn. Đấy. Thế thì chúng ta chọn đối tượng và chúng ta nhìn lên đây để biết nó là cái gì. Sau khi biết nó rồi thì chúng ta sẽ biết cách là chỉnh sửa nó ở đâu. Và khi chúng ta đã xác định được nó là intertwin thì chúng ta sẽ vào Object, tìm lệnh intertwin. Thì ở đây chúng ta sẽ có hai cái lựa chọn. Một là các bạn chọn Edit. Trong trường hợp Edit thì các bạn sẽ thấy là nó lại hiện lên công cụ để cho các bạn có thể hiệu chỉnh. Ví dụ như bây giờ tôi muốn điều chỉnh lại như thế này, cho thằng này xuống dưới, lại cho thằng này lên trên chẳng hạn. Đây là chúng ta thay đổi lại cái thứ tự trên dưới của nó. Thế còn nếu mà các bạn muốn tháo gỡ hẳn nó ra thì các bạn sẽ chọn này, các bạn vào Intertwin này, các bạn chọn Release. Thì với lệnh Release thì nó sẽ tháo gỡ các đối tượng này của chúng ta ra, trở thành những đối tượng độc lập, không liên quan gì đến nhau nữa. Thì đây là một cách khá là thú vị để chúng ta có thể là lồng ghép hoặc là thay đổi cái vị trí trên dưới của đối tượng ở những phần mà nó giao chồng, nó cắt lên nhau. Và đối với những cái người mà mới làm quen với lại Illustrator thì đây là một cái lệnh mà tôi cho rằng là nó rất là xuất sắc để giúp cho người ta có thể thay thế được lồng ghép, thay thế được cái tầng thứ cao thấp giữa các đối tượng và những cái đoạn lồng ghép lên nhau, mà không cần phải quá bận tâm là cái đối tượng nào trước, đối tượng nào sau, đối tượng nào trên, đối tượng nào dưới. Chỉ đơn giản là mình thích lôi cái thằng nào lên thì mình khoanh cái khu vực đó để lôi thằng bên dưới lên trên. Thì đây là một cái lệnh mà nó khá là thú vị theo cái đánh giá cá nhân của tôi.